Bộ Giáo dục Đào tạo vừa phát đi thông báo liên quan đến đề tham khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Theo thông báo này, hiện nay, trên mạng xã hội lan truyền một văn bản đề thi môn toán được cho là đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định đây không phải là đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025. Hiện Bộ Giáo dục Đào tạo đang hoàn thiện phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 và sẽ được công bố trong thời gian tới. Vừa qua, Bộ Giáo dục Đào tạo đã báo cáo về phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Theo đó, dự kiến sẽ thi bắt buộc 2 môn văn và toán, cùng với 2 môn tự chọn trong số các môn học còn lại.